chào tất cả mọi người và anh em nha. Hôm nay nhất sẽ làm một cái video nữa là làm chi cái máy mua cho RS đây. Tình trạng xe là khách hàng đi là bị hư và bấm nhớ không bấm nhớ em. Giờ là lọc trên cam cò xô bắp xong bạc đồ đồ hư hết rồi mọi người. Bây giờ anh em thì tiến hành rẻ mấy chắc không rẻ mấy quá trình làm một cái máy nguy hiểm thì cho mọi người cùng xem nha.
mấy VS này ra rồi. Thì những cái tình cái những cái món đồ mà hư tình trạng hư gì thế đâu. Đó, xem và chia sẻ nói cho mọi người hiểu lý do gì tại sao mà nó tình trạng nó như vậy. Nó không bơm nhớt mà nó kêu. Đó, đây là cái dơ này. Quá trình nhớt thì nó không bơm được thì nó không thể nào nuôi vào cây dơn và tông bạc được. Và mọi người xem thấy nó cháy dính cái bên tông luôn á, cháy luôn rồi. Dơn thì rất kêu kêu à. Bây giờ chỉ cần phải thay tay dơn và tông bạc bi dơn lại, còn phải làm chỉ bị sấy lại. Đó. Và thay bi bạc đạn cam. Cô cam mình làm swap lại. Đó, con thì có nói nữa. Còn cái bố không này mọi người, mọi người xem này. Còn bị xương không mà bố thì không thấy đâu nữa. Còn bị xương không ta. Đó, cắt này là tình trạng xe này là ít thì nhớ cái cháy đen hết rồi mọi người. Mọi người xem này, cháy đen hết luôn. Giờ chị tháo ra và thay lại. Còn con thì mình thay con lại. Mọi người xem cái chuông này, cái chuông mà nó phiết nó mòn hết luôn, mòn phiết quá sâu rồi mọi người. Đó, cái này còn làm lại thế này, bố bạc càng rồi, còn cái nghiêng ra ngoài nó không bơm nhớt được. Đây, mọi người xem này, những cái đây là một cái bánh bơm nhớt này mà nó mòn, không còn cái răng nào hết. Đây, nó mòn nó kẹt, không còn cái răng nào hết mọi người xem. Không còn một cái răng nào rồi, cho nên là nó không có bơm nhớt lên được, không có thở nó rồi mà nuôi động cơ mấy. Đây bộ bơm nhớt đây, giờ chị tiến hành thay bộ bơm nhớt luôn. Rồi bây giờ anh em chị rửa rí sạch sẽ rồi nhắc chị mua đồ tông bạc vi dơn làm dơn làm đồ lại rồi ráp lại cho mọi người cùng xem nha. Rồi ok, chào mọi người nhé. Bây giờ chị tiến hành rửa cái mấy cho nên sạch sẽ lại rồi làm đồ. Rồi, mọi người xem rất là dơ. Con kia thì nó nhơ mà đầu dị trí đen chưa hết luôn. Rồi, mọi người xem rất dơ. Giờ nhắc thì rửa sạch lại. Rửa rồi rửa sạch. Cố gắng hết sức rồi mọi người. Rồi bây giờ chúng ta rửa thì đây. Vô. Cái tỏi không?
mọi người xem, vừa cố gắng chút mà mấy này vừa quá vừa chảy quá nhé. Rồi vừa thì anh em cũng thay tay vừa mới mặt tàng thay mặt tàng luôn đó. Cô thì để làm lại dớt lại và đi bố cái mới luôn nha mọi người đó. Ông bạc đây tái thì thấy lên cuộc thai rồi, xài bê tông cuộc thai. Còn phần bơm nhớt thì là mồ hết thì mình cũng thay bánh bơm nhớt, mồ bơm nhớt rồi bánh tăng bánh đỡ xuống bóp làm lại thêm sinh cam mới luôn. Ok rồi anh em tiến hành ráp lại. Quy trình là anh em làm một cái máy cũng mất thời gian tầm đến cũng phải làm đồ đạc 2.000 người. Rồi làm một cái nổ luôn nha mọi người. Ok làm một cái nổ luôn rồi cho gan ti lên trước, máy nổ rất là êm nha mọi người. Rồi tháo cái nắp đầu ra xem thử nó có bơm nhớt nó không. Rất nhẹ nha. Đây anh thợ vừa rồi vừa làm xong một cái máy này. Đó. Đây là thành viên thứ hai. Anh em hôm trước anh rẽ. Đây, thành viên thứ ba. Rồi. Nhất là cùng với mấy anh em chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Rồi tháo ra xem thử coi. Chưa tháo ra trong. Quay cái đoạn bơm nhớt cho mọi người cùng xem này. Hôm trước là tình trạng chiếc xe này là nó không bơm nhớt được, cho nên nó gây ra tình trạng là bị chết kêu, gây tiếng kêu rất là lớn và bị lột dên ông bạc đồ hư ấy. Rồi lấy ra ọc lại rồi lại mọi người xem này, nhớ nó bơm lên rồi thấy chưa, khi mà bơm nhớ nó tốt nó bơm lên rồi. Mọi người xem bơm lên đó. Rồi ok rất êm, cái nô rất êm nha mọi người. Rồi
anh em sẽ tiến hành đua đấy và sẽ mà giao cho các bạn video được xin tốt tốt ở đây nhận mỗi người video theo vai trò các bạn.